Đây là ở bên Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện tại bây giờ cũng đang lây nhiễm rất là cao. Omicron may be spreading, but it's Delta that's put these patients, most of them elderly, in ULG Medical Center. Omicron hiện tại bây giờ đang lây nhiễm nhiều chỗ khác nhau, nhưng mà đẩy những người này vô trong nhà thương, đó là con việc biến thể Delta chúng tôi đây bằng đồ chống lây nhiễm vô để cho mọi người xem bên trong nhà thương như thế nào ở đây nhà thương quá đông người đã đầy rồi đã tầng rồi you know đại hỏi ông này ông biết ông bị nhiễm phan việc ở đâu hay không like people, sure virus, he... giống như nhiều người khác Ông ta cũng không biết là ông ta bị nhiễm COVID từ chỗ nào ra. Ông ta đã chích thuốc ngựa chỉ có một lần thôi, ngay bây giờ chúng ta được biết. Chích một lần thì nó không có giúp đỡ cho lắm về chuyện này. Đây là một người nurse, bản đồ đâu ra đó hết, chùm lại hết, làm ở trong ICU. Họ coi ở đây là 24 trên 24 trên màn ảnh như vậy, mỗi giường người nằm trong đó. Ở đây số người nhiễm và tăng nhanh như vậy làm người ta hơi lo sợ một chút. Cho dù hiện tại hay bây giờ hơn 90% số người lớn tuổi ở bên Hàn Quốc đã chích thuốc ngừa rồi. Trong lúc này, cái chỗ mà test ở cộng đồng thì cũng có rất là nhiều người xếp hàng để test coi có bị nhiễm COVID hay không. Tất cả mọi người ở đây, người nào cũng phải đeo khẩu trang hết. Chính phủ ở bên đây đưa ra trở lại cái lực lệ về cấm đi du lịch. Like China, Trung Quốc hiện tại ngay bây giờ bị rất là nặng. For in, rất là khó khăn để cho những người từ nước ngoài có thể đi vô trong Trung Quốc. In Mongolia, its... Và mới vừa qua ở bên Mongolia. Zero COVID ở chỗ đó là họ đưa ra lực lại là không Convict. Có nghĩa là chỗ nào bị nhiễm Covid-19 thì chính phủ bên Trung Quốc đưa lời đó lockdown đóng lại hết hoàn toàn ở chỗ đó. Họ làm như vậy, họ tính để chặn lại hết tất cả về Covid. Thái Lan hiện tại thì làm cách khác. Cho dù hiện tại như bây giờ, con việc biến thể Omicron đang tăng nhiễm, nhưng mà cũng rất là đông người. Những người đi tới Bangkok, đó là cái chỗ mà rất là đông người đi tới giếng thầm những người tới đây phải cần test một lần về COVID. Và ở đây vẫn còn mở cửa welcome mọi người tới. Ở Bangkok, Thái Lan, nhìn giống như họ rất là cần, cần cái số tiền của những người tour cho nên vẫn còn mở cửa. Giống như mọi người nhìn thấy, hiện tại khi bây giờ booster shots đó là cái chìa khóa, cái chìa khóa để giúp đỡ cho về con việc biến thể Omicron. Trong lúc này, những nước Á Châu cũng biết là như vậy. Ngay bây giờ họ cũng đang order, nhưng mà phải đợi cũng lâu, giống như ở bên Hàn Quốc ở đây. Chỉ có 10% số người cần chích booster shot đã chích thôi.